Trước tình hình cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy xảy ra tại hộ gia đình gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, mà nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy thông qua mã QR code trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Dĩ An, sáng nay, Công an thành phố Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cùng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Sen tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 600 cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh của trường. Theo đó, tuyên truyền viên đến từ Công an thành phố Dĩ An đã hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Giới thiệu trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương. Giới thiệu về mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mô hình điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, các em học sinh còn được trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang, trải nghiệm cứu người di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy do rò rỉ ga, thực hành rải vòi chữa cháy, thực hành phun nước tiêu điểm, trải nghiệm thoát nạn trong không gian hạn chế, thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Đối với các trường học thì ở lứa tuổi các em là lứa tuổi học sinh, sự nhận biết trong vấn đề mà phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nhất là cái công tác đuối nước trong trường học là rất quan trọng và cần thiết. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy của thành phố cũng đã triển khai các cái kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ tăng cường các cái buổi tuyên truyền, huấn luyện đối với cái loại hình trải nghiệm trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cái khu vực tập trung đông người và các cái trường học và các cái điểm vui chơi công cộng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất sự cố cháy nổ xảy ra. Dạ, qua cái buổi mà thực hành cũng như là được học lý thuyết ở trường thì bản thân em đã tiếp thu được những cái kiến thức rất là bổ ích để phòng ngừa những cái việc phòng cháy chữa cháy cho bản thân mình. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương còn tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy thông qua mã QR code đối với loại hình trường học, chợ, trung tâm thương mại nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn cho người dân tại nơi ở, nơi học tập, nơi làm việc trên địa bàn thành phố Dĩ An.